Từ đây lần lượt tỏa khắp đến hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương, trong các đài hoa đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói pháp âm vi diệu, mỗi pháp âm đều tương ưng sáu pháp ba la mật đa, hữu tình nào nghe được nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề bấy giờ thế tôn không rời khỏi tòa lại nhập vào sư tử du hí đằng trì hiện sức thần thông làm cho ba ngàn đại thiên thế giới chấn động sáu cách phương đông vọt lên phương tây chìm xuống tây vọt lên phương đông chìm xuống phương nam vọt lên phương bắc chìm xuống phương bắc vọt lên phương nam chìm xuống giữa vọt lên bốn bên chìm xuống bốn bên vọt lên giữa chìm xuống đất ấy thanh tịnh ánh sáng sáng rượu làm cho các hữu tình được lợi ích an lạc. Khi ấy trong ba ngàn đại thiên thế giới này, tất cả hữu tình, tất cả địa ngục bàng xanh ngạ quỷ và vô số chỗ hiểm nạn khác đều được lìa khổ nạn, từ các cõi ấy qua đời rồi sanh vào cõi người và trời lục dục. Tất cả đều nhớ kiếp trước nên hoan hỉ vui mừng khôn xiết, cùng nhau đến Phật, đem tâm thuần tịnh mà đảnh lễ, lạnh dưới chân Phật, từ đây lần lượt khắp cả hàng hà gia số thế giới chư Phật trong mười phương, nhờ thần lực của Phật chấn động sáu cách, mà tất cả hữu tình trong các cõi ác vân vân của thế giới đó đều lìa khỏi khổ nạn. Từ các cõi đó qua đời được sanh vào cõi người và trời lục dục, tất cả đều nhớ kiếp trước nên vui mừng khôn xiết. Tất cả từ cõi của mình, Đồng đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân ngài hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới Và hàng hà xa số thế giới khắp mười phương Những người mù được thấy, những điếc được nghe Người câm được nói, người điên được nhớ Người loạn được định trí Người nghèo được giàu, người rách dưới được áo quần người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được lành, người xấu xí được đẹp đẽ, người tàn tật được trọn vẹn, người thiếu căn được đầy đủ, người mê muội được tỉnh ngộ, người mỏi mệt được nhẹ nhàng khi ấy tâm của tất cả hữu tình đều xem nhau như cha mẹ, như anh em, như chị em, như bạn bè, để bỏ nghiệp tà ngữ, tu tập nghiệp tránh ngữ, để mười con đường ác, tu tập mười con đường lành, bỏ những suy nghĩ ác, tu tập những suy nghĩ thiện, để bỏ phi phạm hạnh, tu tập tránh phạm hạnh, thích trong sạch, bỏ ô uế, ưa tịch tịnh, bỏ ồn náo.